khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. Cây lạc tiên, thần dược chữa bệnh mất ngủ cực hiệu quả. Lạc tiên là một tặng phẩm quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho sức khỏe. Thảo dược lạc tiên xóa tan nỗi lo mất ngủ đối với những người thường xuyên khó ngủ, ngủ không ngon, dẫn tới suy nhược cơ thể, căng thẳng tinh thần. Giấc ngủ chiếm giữ một vai trò rất quan trọng. Bất kể vì nguyên nhân gì, dẫn tới mất ngủ cũng sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, học tập và làm việc của chúng ta. Và việc chú trọng giấc ngủ trở thành mối quan tâm lớn hàng đầu trong cuộc sống hiện đại. Một trong những cách đơn giản để có một giấc ngủ ngon là sử dụng thảo dược cây lạc tiên, tác dụng trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, mang lại một giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn, khởi động một ngày tuyệt vời, tràn đầy năng lượng. Cây lạc tiên là loài mọc hoang tại các bờ bụi, ven sông, ven suối, sinh tồn một cách mạnh mẽ và kiên cường trong tự nhiên. Được ví như các loài cỏ dại, nhưng hiện hữu trong cây thuốc nam này là những tác dụng phòng, chữa bệnh hiệu quả, được sử dụng trong cả đông y và tây y. Cây thuốc lạc tiên cũng được sử dụng như một loại rau sạch ở rất nhiều địa phương, được nhân dân sử dụng nhiều trong các bài thuốc chữa mất ngủ. Lạc tiên còn được biết đến với tên gọi khác như dây nhãn lồng, dây chùm bao. Tuy nhiên, cái tên cây lạc tiên vẫn luôn phù hợp và thông dụng nhất đối với mọi người. Loại thảo dược này thuộc về xứ nhiệt đới, lưu lạc tới Việt Nam từ rất xa xưa. Thân cây thuốc mềm, mảnh phủ nhiều lông mịn. Chiều dài thân có thể dài lên tới 10 mét. Lá cây thuốc hình tim mọc so le nhau, bám chắc chờ tua cuốn. Hoa có màu trắng hạt tím, quả có thể ăn được. Quả chín có màu đỏ hạt vàng, là món ăn ưa chuộng của người dân nông thôn Việt Nam. Công dụng của cây lạc tiên. Lạc tiên có các thành phần như alkaloid, flavonoid, saponin, vân vân. Các hoạt chất này có liều lượng nhỏ, giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn chặn sự lão hóa tế bào. Theo y học cổ truyền, dược liệu lạc tiên có tính mát, hơi đắng, vị ngọt hậu. Đây là vị thuốc nam rất có giá trị về mặt dược liệu, phát triển mạnh mẽ trong tự nhiên mà không có sự can thiệp của phân bón hay hóa chất, đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Thân và lá lạc tiên phơi khô có các công dụng, tác dụng cho sức khỏe như thảo dược có vị ngọt và đắng, tính mát, có tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu, giúp giảm căng thẳng hệ thần kinh, giảm thiểu stress do áp lực công việc, có tác dụng an thần, giảm đau nhức ở người cao tuổi, tác dụng giải nhiệt, giải độc và làm mát gan. Đặc biệt, hỗ trợ chữa trị chứng mất ngủ kinh niên, giúp con người sử dụng có một giấc ngủ sâu, an lành. Cách sử dụng cây lạc tiên chữa mất ngủ. Vị thảo dược được sử dụng như nước trà hàng ngày, bạn có thể dùng theo cách thuốc sắc hoặc hãm trà. Sử dụng khoảng 50g với 1,5 lít nước. Ngoài ra, cây lạc tiên cũng có thể sử dụng theo kiểu cô đặc, dùng 20-40g cho 1,5 lít nước, đun sôi nhỏ lửa cho tới khi còn 500ml nước, tạo thành dạng siro, dùng 2 lần một ngày. Thảo dược dùng tốt nhất là trước khi đi ngủ 60 phút. Cách pha trà. Bước 1. Dùng một nhúm lạc tiên khô, khoảng 10g, cho 150ml nước. Bước 2. Tráng trà. Dùng nước sôi, đổ một chút vào, đảm bảo nước tưới qua một lượt trà, lắc đều ấm, rồi đổ nước này đi. Bước 3. Cho nước sôi ấm pha trà theo tỷ lệ pha, đợi 5 đến 10 phút. Cho nước ngấm vào trà, thưởng thức khi trà còn ấm mùi vị sẽ thơm ngon hơn. Cách nấu trà. Nếu như bạn không có thói quen nhâm nhi ly trà vào mỗi buổi sáng thì cũng có thể sử dụng lạc tiên để nấu nước uống thay nước hàng ngày. Mỗi ngày lấy khoảng 50 đến 80g khô
đem nấu với 1,5 lít nước uống. Bản tin sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.